Cảm ơn sự trở lại của quý vị trong chương trình The Center Shop. Đặc biệt hôm nay chúng tôi cùng với anh Đồng Đào gửi đến quý vị một sản phẩm rất đặc biệt của Nhật Bản, đó là Persen Ashitaba. Đúng ra thì chúng tôi cần thời gian để có thể gửi đến quý vị rõ rệt thế nào là Persen Ashitaba và những sản phẩm như thế nào. Nhưng mà trong 20-25 phút đầu tiên chúng tôi phải nói là vui lắm, có phải ông Đồng Đào? Vâng, rất là vui. Dạ vui vâng. Vì quý vị khi nghe đến Ashitaba thì 5 người khách gọi vào đó có 3 người đã sử dụng Ashitaba rồi, cho nên là gọi vào mục đích có lẽ là quý vị muốn chia sẻ, điều thứ hai là muốn có được promotion, tức là khuyến mãi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hai vị thính giả là mới chưa sử dụng nhưng mà chúng tôi vui lắm, bởi vì quý vị như vậy là có theo dõi The Center Shop. Đây là một cái giờ phải là nói là shopping mà The Central Shop gửi đến quý vị rất nhiều những mà sản phẩm. Mà xin gắp lời anh Mai Tuấn một chút xíu, tại sao này tôi lại nghĩ là Central Shop và đặc biệt là CBN 14.5 là một cái channel mà tôi rất thích, không phải là mình làm việc ở đây rồi mình khen đâu nhá. Nhưng mà tôi rất thích là bởi vì hình ảnh rất là rõ ràng quý vị ơi. Quý vị hãy vô thử CBN TV 14.5 quý vị nhá. 14.5 hình ảnh rất là rõ ràng và cái rất là phong phú thưa anh. Và có thể đọc luôn cái địa chỉ lại, có người gọi là 10891 Capitol Avenue Garden Grove 92843, quý vị có thể xem thấy ở trên màn hình quý vị nhé. Có người gọi nên nhận phone đã Đồng Đào nhé. Vâng. Hello, dạ xin chào và cho biết tên ạ. Dạ em tên Hằng ạ, hồi nãy em có gọi mà đang quảng cáo cho nên giờ em gọi lại. Ok, chào chị Hằng. Chị Hằng đã sử dụng Ashitaba lần nào chưa? Dạ cái hàng Ashitaba cái trà thì em nghe nhiều rồi, tại vì cách đây khoảng gần 1 năm á, em mua cho mẹ chồng em uống. Tại vì mẹ chồng em mất ngủ dữ lắm, khi mà uống vô thì công nhận khoảng 1-2 tuần sau là mẹ chồng em ngủ rất là ngon. Wow. Bây giờ ngắt lời chị Hằng một chút xíu, là chị Hằng nói là mua mẹ cho mẹ chồng em uống, mà chị Hằng có bao giờ uống không? Thì em chưa uống trà nhưng mà nghe mẹ chồng em nói là uống trà cái bột nó rất là thơm thì em cũng đang muốn thử, thì hôm nay nghe thấy đài gì quảng cáo gì đó thì em muốn hỏi về cái promotion thôi mà, thì để thử cái bột, còn trà thì em chưa thử nhưng mà mẹ chồng em uống rồi thấy là ngủ rất là ngon, thấy công nhận. Tại vì mẹ chồng em mất ngủ nay cũng cả 6 tháng 1 năm nay rất là mệt, nhưng mà khi em mua thử cái trà cho uống á thì thấy rõ ràng là khoảng trong vòng khoảng 2-3 tuần sau là mẹ chồng em mới uống rất là tốt và ngủ rất là ngon. Ăn cũng được lắm. Dạ cảm ơn chị Hằng. Cái nói về cái trà dinh dưỡng thì thay thế cho nước uống rồi, riêng về cái bột đó chị Hằng. Chị Hằng, đó là cái bột này là có 36 thứ ở trong đó và như cụ nói là uống rất là thơm. Thì cái này nó có thể thay thế cho cái bữa ăn hàng ngày của mình. Và đặc biệt là như anh em chúng tôi hoặc ngay chị Hằng uống thử đi. Hôm nay promotion đặc biệt là nếu mà chị mua 2 hộp trà hoặc là thậm chí chị mua 1 hộp trà cũng được, 1 hộp tặng 1 hộp, rồi mua 1 hộp tặng 1 hộp bột dinh dưỡng. Thì trong cái bột dinh dưỡng đó chị có thể nhìn thấy là cái hình bột dinh dưỡng nó nhỏ xíu như vậy thôi. Nhưng mà buổi sáng chị dùng thử đi, chị dùng với có thể là nước ấm hoặc là nước uống hàng ngày. Ngay cả nếu mà chị có uống cà phê, chị bỏ chung với ly cà phê thì buổi hôm sáng hôm đó là chị đã có một ly cà phê uống để cho buổi sáng này cho nó tỉnh táo này, đồng thời cũng có một cái buổi ăn buổi sáng rồi. Bởi vì 36 thứ dinh dưỡng trong một cái bịch nhỏ này nó đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể của mình trong một ngày làm việc. Thì hy vọng rằng khi mà chị order chị có thể dùng cái bột dinh dưỡng uống thử chị nhá, và cái trà dinh dưỡng luôn. Hy vọng vào tuần tới thứ ba phải không thưa anh, thứ ba vào tuần tới cứ ba từ 6 giờ tới 7 giờ chiều thì chị có thể gọi cho chúng tôi để chia sẻ nha chị nhé. Dạ, tức là bên em thì giờ nếu mà đặt hàng là được mua 1-2 hộp trà, được 1 hộp bột nhỏ đó không anh? Đúng vậy, dạ vâng. Dạ rồi. Anh chị em sẽ công ty sẽ cho anh chia sẻ. Dạ. Dạ lấy cái order cho chị nhé. Cần thắc mắc gì chị hỏi cho anh chị em trong. Chị giữ phone chúng tôi chuyển vào trong chị Hằng nha. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn chị. Quý khán thính giả một lần nữa. Quý vị đang nghe sản phẩm Nhật Bản Persen Ashitaba qua hệ thống truyền hình CBN TV 14.5 và cái giờ này là cái giờ của The Central Shop. Nếu quý vị tín nhiệm và quý vị thích thì quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình của The Central Shop. Riêng hôm nay chúng tôi đang nói đến Persen Ashitaba mà anh Đồng Đào cùng với chúng tôi và nãy nói đến cái sản phẩm trà Ashitaba. Tôi xin nhắc lại
rất nhiều công dụng tốt, đặc biệt có hai công dụng mà có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng nó khác. Chúng tôi đặt là trà chứ thực sự ra khi mà chúng tôi nhận hàng thì họ nói đến cho họ chỉ nói đây là drink, Ashitaba drink thôi, thì tôi đặt nó là trà thôi. Yeah. Cho nên là quý vị đừng lầm lẫn với những loại trà mà chúng ta uống từ trước tới nay, vì nó không có chất nicotine và cái đặc biệt của nó là giúp ngủ ngon, ngủ sâu và có sức miễn nhiễm rất mạnh. Vâng. Đặc biệt trong cái mùa này, đồng đào hôm nay Central Shop làm ăn nên nhé. Dạ vâng. Hello, dạ xin chào và cho biết tên ạ. Dạ vâng, tôi tên Trung ạ. Anh Trung, dạ anh xin mời Trung. Anh Trung là khách của Ashitaba rồi hay là chưa bao giờ sử dụng? Dạ, tôi là người mà đã từng xài Ashitaba suốt 2 năm nay. Ok. Wow. Tôi cảm thấy tôi cũng xin chia sẻ là với mọi người, tôi là một người rất là kỹ lưỡng về vấn đề ăn uống. Dạ vâng, như tôi có một bà mẹ và tôi cũng kỹ lắm. Cả các anh chị em là đều là phải cẩn thận. Vì tôi đã từng thử trước khi tôi kỹ đến độ mà trước khi tôi đi dùng cái này tôi đã thử máu. Và sau đó 3 tháng sau tôi cũng lại thử máu lại. Và tôi uống cái này rất là tốt. Và mẹ tôi cũng, cả nhà tôi đều xài cái thứ này. Ashitaba, trà Ashitaba bằng một dinh dưỡng cho mọi người trong gia đình. Thì hôm nay tôi gọi vô để chia sẻ là với một cái Ashitaba rất là tốt và rất là good. Và hôm nay muốn hỏi anh hôm nay có cái gì về promotion để tôi tiếp tục mua. Vâng, thưa với anh Trung là nói về promotion trong giờ và chúng tôi, anh em chúng tôi thường hay gọi là giờ vàng, thì lúc nào chúng tôi cũng có cái promotion, nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, một ngày đầu tiên anh chúng tôi có mặt góp mặt trên cái đài CBN TV 14.5 và Central Shop, thì chắc chắn là anh, nếu anh mua 2 hộp trà, thậm chí anh mua 1 hộp trà lớn, chúng tôi cũng có quà biếu đến cho anh nhé. Anh chị em trong trong cái chỗ trong home shopping sẽ báo cho biết và cho cái đặc biệt đến cho anh. Mà hôm nay đó là anh gọi vô như vậy, thành ra anh em chúng tôi cũng đã có ghi nhận cái số phone rồi. Và đặc biệt là những quý vị nào mà gọi cho chúng tôi mà bị cất đường line, hoặc anh em chúng tôi không có dịp hoặc là không có đủ thì giờ để nhận những cái phone của quý vị, thì chắc chắn trong system của Central Shop có đầy đủ quý vị có số phone của quý vị. Anh chị em sẽ gọi lại cho quý vị để lấy cái order sau 7 giờ nhé. Tức là sau cái giờ show, sau cái giờ show này thôi chứ không biết giờ. Sau cái giờ show này. Cảm ơn đồng đào và cảm ơn anh Trung. Cho tôi hỏi một câu trước khi anh cúp máy nha, anh Trung còn đó không? Dạ còn ạ. Anh nói anh uống như vậy là anh rất là thích. Và cái điểm đặc biệt anh có, tôi hỏi luôn là anh có thấy mất ngủ không? Dạ thưa, cái đó nó giúp cho tôi rất nhiều. Thứ nhất là mẹ tôi là một người lớn tuổi và cũng hơi khó ngủ. Thì trước đây như anh có dạng là uống ngày 2 gói. Nhưng mà mẹ tôi thì mẹ tôi mất ngủ hơi nhiều. Anh tự tôi có cho thêm mẹ tôi thêm một gói. Và bà cụ ngủ rất là ngon. Cụ ngủ sâu luôn. Vâng, thường thường là như anh em chúng tôi, xin lỗi ngắt lời anh Trung chút xíu, là như anh em chúng tôi cũng vậy, thường thường tôi thích uống đậm hơn chút xíu. Thì ngày từ 3 gói tới 4 gói đó là anh em tôi trung bình hay dùng. Thành ra quý vị có thể dùng, nếu mà tiết kiệm chúng ta có thể từ 2 tới 3 gói mỗi ngày, buổi sáng, buổi chiều. Thì chúng ta uống như nước lạnh vậy đó, chúng ta có thể pha với lại nước ấm, hoặc là như anh em chúng tôi thì thường thường pha với lại pha nước nóng xong rồi bỏ chung với nước lạnh uống. Còn những em nào mà quý vị hoặc quý vị nào muốn uống lạnh, chúng ta có thể bỏ đá vô cái vùng giữ nhiệt đó, chúng ta đi ra ngoài uống rất là tốt và có cho sức khỏe. Cảm ơn anh Trung nhiều. Rồi, cảm ơn anh Trung. Tôi có một người nữa, có 2-3 số phone gọi vô. Có một người là từ 206, có lẽ là xa lắm. Tôi nhấc phone nhé. Hello, dạ xin chào và cho biết tên ạ. Dạ, em tên Nhiệm ạ. Chị Nhiệm, chị Nhiệm. Ok. Chị Nhiệm gọi từ đâu đây? Dạ, từ Seattle. Seattle, thấy không giỏi không? Seattle, xa 206. Quá. 206, không ngờ là Central Shop của chúng ta đi tới Seattle và nhiều tiểu bang nữa. Chị đang xem Central Shop. Mời chị nói đi, chị Nhiệm ơi. Dạ, em muốn hỏi... Ashitaba là một cái hộp lớn là bao nhiêu ạ?
Dạ, cái hộp lớn là có 40 gói ở trong đó. Cái gói nó nhỏ gọn lắm, nó trong một cái bịch như thế này rất là dễ cho chúng ta có thể cho vô hoặc mang đi làm hoặc mang theo trong người. Thì cái bịch này là nó có một hộp trà lớn, nó có 40 gói này chị nhá. Thì chị có thể dùng từ 2 tới 3 gói mỗi ngày chung với lại nước lạnh, hoặc là chúng ta có thể thay thế cho nước uống hàng ngày. Như anh em chúng tôi thì thường thường là, nếu mà chị có biết ở Costco nó có những cái bình 1.5 lít cho một cái bình, hai cái bình đó nó khoảng 20 mấy đồng hoặc 10 mấy đồng đó chị. Chị dùng cái bình đó là chị có thể bỏ hai cái bịch này vô nước nóng thôi nhá, chứ đừng có sôi, sôi thì nó không tốt lắm. Chị bỏ nước nóng. Và nếu mà quý vị nào mà thích uống mà với đá đó hoặc nước lạnh á, thì chúng ta pha đặc hơn một chút xíu rồi chúng ta bỏ đá vô. Mà có một cái điều mà nhắc với lại chị Nhiệm là uống mà mình bỏ trong một cái bình mình giữ nhiệt đó, mình vặn nó vô nó kín hơi á, thì nó thơm nhiều hơn và cái mùi nó rất là nhạt. Xin hỏi chị Nhiệm là chị đã dùng cái trà này bao giờ chưa? Dạ chưa, nhưng mà em coi đài nhiều rồi, nhưng mà hôm nay em muốn order để uống lần đầu tiên. Vâng, vậy thì anh chị em sẽ chắc chắn là sẽ nhận cái order cho chị nhé. Rồi hy vọng là tuần tới vào ngày thứ ba cũng vào giờ này, chị có thể gọi cho chúng tôi trên đây để chia sẻ với chúng tôi nhé. Ước mong được nghe tiếng của chị chia sẻ vào tuần tới. Dạ, cảm ơn hai anh. Dạ. Vâng. Chị có thấy chúng tôi đẹp dai không chị? Đi ngoài là em đẹp lão hay đẹp dai anh? Tại vì là em coi hoài á. Vâng. Thấy hai anh nói thôi. Tại chúng tôi hơi gọi là giờ buổi chiều dưới này đẹp lắm, nhất là trong studio của CBN TV 14.5, thành ra chị gọi vào thấy chị ở xa quá, tôi hỏi câu dẫn chơi vậy, chị tha lỗi cho nhá. Seattle okay. Thì rất là đẹp. Vâng, cảm ơn chị nhiều và hy vọng là chị sẽ là khách quen của Central Shop nhá, CBN 14.5. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào chị. Dạ dạ vâng. Phải mà bán rẻ chút. Ôi, vâng. Chắc chắn có nhiều quà tặng nữa. Có nhiều quà tặng. Chị ráo dáng theo cố gắng theo dõi theo dõi chị nhé. Seattle xa lắm. Dạ, vâng. Dạ. Vâng. Dạ. Chào chị. Dạ vâng. Hôm nay cháy máy rất là đồng đào. Ơi, quý vị đang theo dõi chương trình Percent Ashita 3 của Central Shop CBN TV 14.5. Để chắc mình phải xin ban để giúp cho mình thêm ít đường giờ dây, để đây. Đường dây mất rồi. Cảm ơn quý vị. Ở đây đó, trả lại. Hello, dạ xin chào và cho biết tên ạ. Dạ tên Thủy, xin chào hai anh. Chị Thủy, dạ xin chào chị Thủy, dạ. Mời chị Thủy đi. Cho hỏi, ủa không cùng chỗ với VBS lúc trước hay nói về cái trà Ashita 3 này nè. Vâng, chúng tôi có ở trên VBS mà là trong những cái ngày gần đây là chúng tôi hàng giờ chúng tôi có ở trên CBN thôi chị. Có rất là nhiều đài, dạ vâng. Nhưng mà trên Central Shop. Dạ, vâng. Chị cho muốn order cái hộp dinh dưỡng 36 thứ dinh dưỡng. Dạ vâng. Chị muốn bao nhiêu hộp chị? Mua một hộp có được một trà, một trà. Chắc chắn trong giờ vàng này thì chắc chắn là chị mua một hộp chị sẽ được tặng một hộp. Dạ vâng. Dạ. Vâng. Thưa chị là chị đã dùng rồi chưa? Dùng cái trà dinh dưỡng hoặc là bột dinh dưỡng chưa? Dạ. Rồi, bột dinh dưỡng thích lắm. Tại vì ban sáng nhiều khi chưa có đồ ăn sẵn ấy. Vâng. Uống cái này. Dạ. Thì thấy good, thấy khỏe, cái này đây thích cái flavor lắm. Rồi, vâng. Good. Phải được rồi. Em chưa có uống nhưng mà ba má uống. Alright. Wow. Vậy thì chị Thủy phải uống thử đi rồi chia sẻ với chúng tôi vào dịp tới chị nhé. Khi này nếu mà mang về mình uống thử coi cháu gì mình chia sẻ cho. Rồi chị, xong. Chị nhớ tôi xin phép thưa lại với chị và quý thính giả đang theo dõi đó là cái tại sao cái ý nghĩa của cái cây gọi là Ashitaba đúng thực nó là tiếng Nhật đó. Có nghĩa là nó có cái sức miễn nhiễm rất là mạnh. Nếu mà chúng ta ngắt cái lá của nó đi, cái ngọn cây Ashitaba ngày hôm nay thì chỉ qua một đêm thôi, như anh Đồng nói ban nãy là nó có vì nó ảnh hưởng bởi cái sóng đại dương từ Bắc và Nam ở giữa Nhật Bản. Khí hậu, dạ vâng. Đấy, cái khí hậu tốt và phong thổ nữa. Đúng, dạ nó vâng. Tạo lên một cái sức mạnh cho cái cây Ashitaba thì ngày mai là cái lá nó chòi ra liền. Mà khi ngắt cái cây Ashitaba là thì thấy cái nhựa vàng vàng nó chảy ra, đó là cái chất trao con. Cho nên là cảm ơn chị để cái đặc biệt của cái Ashitaba nó là như vậy nhá. Để các anh chị sẽ gọi các anh. Cho em hỏi này nằm ở khu nào vậy? Tôi đọc để xin để em đọc cái
cái CBN đó nằm ở tại ở Gangro với cái địa chỉ là 10891 Capital Avenue đấy chị, Garden Grove. Chị ở vùng nào vậy thưa chị Thủy? Ở Garden Grove. Rồi, chị có biết là cái khu mà ở Euclid với Capital không? Nó gần trong cái khu shopping center đấy chị. Trên đường Euclid với lại đường gì nữa? Euclid với đường Capital. Phải không? Euclid với đường gì ta? Tôi tiếp lời anh Đồng, chị cứ ghi xuống cái địa chỉ vào iPhone là nó chỉ rõ lắm nha, địa chỉ này. 10891. Dạ, thấy trên màn ảnh rồi. Right, beautiful. Rồi, that's a beautiful. Dạ, yeah, chị lấy cái máy chụp, chị chụp cái tấm hình là cho có đầy đủ trong cái hình vậy. Đó. iPhone rất tiện. Rất là cảm ơn chị Thủy rất là nhiều nha. Chúc cho chị được may mắn và tiếp tục ủng hộ cho The Central Shop nha. Cũng chúc hai anh cũng vậy, có một buổi tối rất là vui vẻ. Dạ. Gọi nhiều như thế nào là chúng tôi vui lắm. Hôm nay là chúng tôi rất là vui được quý vị khán thính giả yêu mến gọi vô. Dạ, vâng, xin chào chị. Giống như là cháy máy đó phải không thưa anh Mai Tuấn? Thưa anh Đồng, cảm ơn vậy. Máy thì nó đã cháy rồi, giờ nó cháy trở lại. Quý vị đang theo dõi Percent Ashitaba của chương trình Home Shopping Central Shop trên hệ thống truyền hình CBN TV 14.5. Ngày hôm nay anh Đồng Đào và chúng tôi gửi tới quý vị sản phẩm Percent Ashitaba, chỉ có hai sản phẩm đầu tiên, đó là trà Ashitaba, đặc điểm không có chất nicon, uống lúc nào tannin và caffeine. Vâng. Dạ, vâng, cho nên là quý vị uống lúc nào cũng được, người lớn trẻ em đều uống được, và uống thì nó có sức miễn nhiễm tốt và vẫn ngủ được ngon lành. Vâng. Sản phẩm thứ hai tức là 36 Energy Booster, quả thực chúng tôi chưa trình bày hết cái sản phẩm đầu tiên thì quý vị đã gọi ào ào. Bây giờ thì gọi là hôm nay là ngày gọi là test water, để thử lửa, thì quý vị chúng tôi cho đi, cho phép chúng tôi được đi nói qua vì chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút nữa mà thôi, phải không? Chắc đúng vậy anh. Thì chúng tôi nói qua đến cái 36 Energy Booster. Đây là một sản phẩm còn độc đáo hơn cái trà Ashitaba. Những quý vị nào đã từng sử dụng, những quý vị nào đã sử dụng, thì quý vị đã sử dụng nhiều rồi mới biết cái này, gọi ngay vào. Chúc mừng cho CBN TV 14.5. Chúng ta có nhiều khách quen, đông khách gọi vô đã dùng rồi, thành ra đỡ phải cái vấn đề giải nghĩa. Right. Thành ra bây giờ là 36 Energy Booster là sản phẩm thứ hai, mời quý vị theo dõi anh Đồng Đào quý vị nhé. Vâng, với những quý vị trà dinh dưỡng Ashitaba và bột dinh dưỡng 36 Energy Booster rất là quen thuộc quý vị khán thính giả, nhưng có nhiều những quý vị ở tiểu bang xa hoặc là những chưa có nghe qua về cái trà dinh dưỡng Ashitaba thay thế cho nước uống, hoặc là bột dinh dưỡng 36 Energy Booster thay thế cho những bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi xin thưa với quý vị sơ qua vì cái thời gian không có đủ, chúng tôi cố gắng tóm gọn lại những cái ưu điểm của cái bột dinh dưỡng 36 Energy Booster. Tại sao gọi là 36 Energy Booster, 36 thứ dinh dưỡng trong đó thưa quý vị, được các nhà chuyên gia của công ty Percent Ashitaba, đó là một trường đại học của Osaka, trường đại học Osaka đã nghiên cứu để định ra 36 loại dinh dưỡng, trong đó có sâm huê kỳ, sâm tây bá lợi Á, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen, rồi cam thảo, câu kỳ tử, nhiều lắm không thể nhớ ra hết được, tất cả những loại đậu củ quả của Nhật, và đồng thời có một cái chất mà chính, thành phần chính trong đó vẫn là cái tinh chất của cái cây Ashitaba. Thưa quý vị, 36 thứ dinh dưỡng này chúng trong gói gọn trong một cái bịch nhỏ thưa quý vị, như nó vẻ bằng bột, thơm lắm. Thơm là bởi vì sao? Bởi vì những cái đậu hoặc là những cái trực sấy lên thì nó rất là thơm. Rồi tinh chất của cái cây của cái cam thảo nữa thưa anh, cam thảo nó rất là ngọt, thành ra có một cái mùi rất là ngọt dịu dàng và rất là thơm ngon. Đặc biệt cam thảo là giúp cho nó vì nó có độ lạnh nhiều, nghĩa là giúp cho cảm hạ. Đúng vậy, bởi vậy, vậy cho nên mỗi một cái sản phẩm, mỗi một cái dinh dưỡng chất ở trong này đều có ý nghĩa cả. Tại sao lại không 36 thứ khác mà lại là 36 thứ mà những cái loại dinh dưỡng mà người là những nhà chuyên gia của Nhật Bản, trường đại học Osaka đã định ra là 36 thứ này. Thưa quý vị, 36 thứ dinh dưỡng này chỉ cần một bịch nhỏ này thôi, quý vị đã có đầy đủ dinh dưỡng trong một ngày làm việc, hoặc là chúng ta trong một ngày hôm đó đã có đầy đủ dinh dưỡng. Với những quý vị nào thực phẩm dinh dưỡng này cần thiết cho mọi lứa tuổi, cho các em học sinh, sinh viên, cho những quý vị nào mà lớn tuổi, hoặc là đặc biệt là những ai thích ăn chay.
mà thích ăn chay, hoặc là những quý vị mà muốn giảm cân một cách tự nhiên. Tại sao thưa anh Mai Tuấn chúng tôi lại nói là giảm cân một cách tự nhiên? Là bởi vì trong cái bột này nó không có một cái gì là cái chất mỡ, chất béo hết đó. Thành ra natural nó giúp cho chúng ta có sức khỏe. Nào, có nhiều vị gọi cho chúng tôi nói bây giờ chúng tôi đang ốm quá rồi, chúng tôi không muốn diet nữa. Thưa quý vị, diet này chúng tôi muốn nói đây là giảm cân này, có nghĩa là quý vị nào mà có dư những cái lượng về mỡ màng trong người hoặc là gì mỡ trong người thì nó sẽ được đẩy ra. Còn quý vị nào mà đang ốm, yên tâm, sẽ được khỏe mạnh hơn và sẽ được có sức khỏe hơn. Thêm, không có phải ốm thêm gì đâu. Vào với anh Đồng nào, lý do nói là giảm cân, đây chỉ là một trong những cái tác dụng phụ của cái 36 Energy Booster. Bởi vì khi quý vị sử dụng 36 Energy Booster rồi, thì quý vị sẽ không có gọi là đói ngốn ngáo. Đấy, nó đúng cồn rồi. Cào như trước kia. Bởi vì thường nếu chúng ta không có đủ chất lượng bổ ở trong cơ thể đó, thì khi đói là chúng ta phải vội vàng đi tìm đồ ăn. Cho nên là càng ăn nhiều, ăn nhanh chừng nào thì nó càng dễ bị lên cân chừng đó. Một câu vắn tắt tôi thêm vào với anh Đồng trong cái 36 Energy Booster cho quý vị nhé. Tôi vẫn nói rằng thì ai có thể tự hào là một ngày tôi ăn được đủ 5 món, nghĩa là đủ 5 loại cây củ quả khác nhau. Dạ vâng. Uống đều như vậy, ăn đều như vậy, không có mấy người. Cho nên đây là chỉ một gói này thôi thì nó đã chứa 36 loại rồi. Và thưa quý khán giả, thời gian đi quá nhanh. Anh Quân kỹ thuật ra ở trong kia không cho phép nói thêm. Mày Tuấn tay cứ cứa về rồi. Tôi nói xin, là không được nói nữa. Xin thay cho anh Đồng Đào của chương trình Central Shop. Cảm ơn quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho quý vị thật nhiều sự may lành. Và không quên quý vị tiếp tục ủng hộ cho Central Park, Central Shop của CBN TV 14.5 và tiếp tục với chúng tôi trong chương trình thứ 3 tuần sau của Percent Ashitaba. Mời anh Đồng. Dạ, xin được chào tái ngộ cùng quý vị vào tuần tới.